Cuộc thi ngôi sao thiếu niên quốc tế Teen Star International tổ chức tại Thái Lan đã khép lại tối 6 tháng 8. Hai thí sinh đại diện Việt Nam là Trần Ngọc Gia Hân ở Hải Phòng và Vũ Quang Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt nhiều thành tích và nhận nhiều giải phụ danh giá từ ban tổ chức. Vượt qua gần 100 thí sinh, Vũ Quang Dũng đã đạt danh hiệu Á Vương 4 toàn cuộc thi, Á Vương 1 phần thi quốc phục, Á Vương 2 trang phục bơi và Á Vương 3 thí sinh được yêu thích nhất. Trong khi đó, thí sinh Trần Ngọc Gia Hân lọt top 16 chung cuộc và nhận danh hiệu Á Hậu 1 được yêu thích nhất và Á Hậu 2 có hình ảnh đẹp nhất. Tại cuộc thi này, hai đại diện thiếu niên của Việt Nam đã mang đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình. Đồng thời cũng thông qua phần thi, các thí sinh đã mang đến một hình tượng thanh thiếu niên Việt Nam năng động, sáng tạo, ham học hỏi và nhân hậu.